huấn luyện viên Park chúc tuyển nữ thành công ở World Cup 2023. Trên trang cá nhân, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang-seo gửi lời chúc may mắn khi đồng nghiệp Mai Đức Chung và các học trò lên đường dự World Cup 2023. Tôi xin được gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ nữ Việt Nam trong các trận đấu sắp tới tại World Cup. Toàn đội cố lên, huấn luyện viên Park viết chiều nay ngày 5 tháng 7, ngay sau khi tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay sang New Zealand dự World Cup 2023. Ông Park được xem là huấn luyện viên thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích vô địch AFF Cup 2018 và đưa đội tuyển lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. World Cup 2022 cũng như tứ kết ASEAN Cup 2019. Ở cấp độ U23, ông giúp Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng SEA Games liên tiếp năm 2019-2021, vào chung kết U23 châu Á 2018 và đứng thứ tư ASEAN 2018. Ông không gia hạn sau khi hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 31 tháng 1. Khi còn đương nhiệm, ông Park rất quan tâm đến tuyển nữ Việt Nam và thân thiết với đồng nghiệp Mai Đức Chung. Ông Chung cũng chính là người tạm quyền dẫn dắt tuyển nam Việt Nam trước khi bàn giao cho huấn luyện viên Park cuối năm 2017. Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, năm 2019 và 2021, cả hai cùng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương vàng. Sáng nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò đã lên đường. Đội tuyển sẽ quá cảnh ở Singapore trước khi tiếp tục hành trình sang Auckland, New Zealand. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Chung có thêm 2 trận giao hữu với chủ nhà và Tây Ban Nha trước khi bước vào tranh tài. Đây là lần đầu Việt Nam dự vòng chung kết World Cup sau 5 lần dừng bước ở vòng loại. Chiến thắng trước Thái Lan và Đài Loan ở loạt play-off tháng 2 năm 2022 giúp thầy trò Mai Đức Chung dự World Cup. Đội tuyển nằm ở bảng E, lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 rồi Á quân Hà Lan ngày 1 tháng 8. Đây được đánh giá là bảng tử thần. Trong khi Mỹ là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 4 lần vô địch qua 8 kỳ giải được tổ chức, Hà Lan là đương kim Á quân. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vì vậy không đặt nặng thành tích và xem đây là cơ hội để đội tuyển được cọ sát với những đối thủ mạnh mà họ sẽ không bao giờ chịu đá giao hữu với Việt Nam. World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 28 tại Australia và New Zealand, với 32 đội chia đều vào 8 bảng. Ở vòng bảng, các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội điểm cao vào vòng 1/8. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.